Dạ thưa Asop, xin kính chào quý bà con. Chào mừng quý bà con đã trở lại với kênh Asop.vn, chuyên kênh của hệ thống tưới Asop. Hôm nay, công nghệ tưới Asop sẽ giới thiệu với quý bà con một chủ đề mà gần đây khá là nhiều người hỏi đến Asop. Đó chính là chiều dài ống nhánh LDPE 16, 20, 25, 32 thì đi được bao nhiêu mét cho bao nhiêu bét tưới và tưới được khoảng bao nhiêu cây. Và sau đây sẽ là một đoạn video của anh Hiển hướng dẫn cách tính toán đường ống một cách chi tiết, cụ thể và dễ hiểu để quý bà con có thể áp dụng tính toán đường ống của mình ngay tại nhà luôn nhé. Và quý bà con nhớ xem hết video nha. Xin chào quý bà con, thì hôm nay chủ đề mà công nghệ tưới Asop mang đến cho quý bà con chính là chiều dài ống nhánh đi được bao nhiêu mét ha quý bà con. Thì chúng ta có ống nhánh 16mm, 20mm, 25mm, 32mm vân vân. Thì câu hỏi này cũng được rất là nhiều bà con đặt cho công nghệ tưới Asop nha. Ở đây là cái sơ đồ mà ở video trước công nghệ tưới Asop đã giải thích cho quý bà con về cái sơ đồ trạm lọc ha, xả ngược. Và qua cái sơ đồ này thì dẫn đi ra đường ống chính rồi tới đường ống nhánh á. Thì cũng như video trước là công nghệ tưới Asop đã hướng dẫn cho quý bà con. Thì cái câu hỏi đặt ra trong cái video trước thì có một anh khách hàng hỏi là ống nhánh 20mm dài bao nhiêu, có thể đi xa được bao nhiêu mét ha. Thì để đưa vào cái vấn đề đó thì công nghệ tưới Asop đưa vào cái bài toán cụ thể luôn ha. Các cái thông số có sẵn như là chiều dài ống nhánh, lưu lượng của bét, số gốc cây mà ống nhánh đã phục vụ và lưu lượng tổng trên cái ống nhánh đó phải phục vụ là bao nhiêu. Thì cái thông số này công nghệ tưới Asop cũng sẽ đưa ra cho quý bà con cùng xem luôn ha. Và cái câu hỏi mà ống 20 đi được bao nhiêu mét thì nó không có hợp lý lắm, mà chúng ta phải hỏi là với trường hợp này chúng ta sẽ đi ống 16, 20 hay là 25 nha. Với thông số bài toán thì ở đây Asop tạm cho một cái thông số, đó là khoảng cách cây với cây là 6 mét, và khoảng cách từ đầu đến cuối đường ống nhánh sẽ là 30 mét. Ở đây chúng ta cắm hai cái cắm hai bên của cái cây trồng của chúng ta, và chúng ta cắm xuống đất. Ở đây gắn hai bét với khoảng cách 6 mét nhân 6 mét. Thì như video trước là công nghệ tưới Asop đã nói với quý bà con đó, thì chúng ta nên chọn sử dụng bét 60 hoặc 80 lít trên giờ. Và bây giờ chúng ta nối vào trong cái ống con ha, dẫn ra tới bét. Và một cái điều là tổng kết lại cái ví dụ trên đó, thì chúng ta có là khoảng cách là 6 mét và 5 cây thì chúng ta được 30 mét. Mỗi cây 2 bét thì 120 lít trên giờ. Và chúng ta 10 cây thì là một khối 2 ha. Đó, mỗi hàng là 5 cây. Và một dây ống nhánh thì chúng ta phục vụ cho 2 bét ha. Cho hai hàng cây ha. Bây giờ chúng ta sẽ phải cài đặt cái phần mềm để chúng ta bắt đầu tính toán cái đường ống mà chúng ta cần. Chúng ta quý bà con vào trong CH Play trong phần mềm Android ha. Và chúng ta tìm cái từ khóa đó là Hydro. Hydro thì nó sẽ hiện ra Hydro with PyClow. Thì quý bà con chọn vào nó và chúng ta cài đặt, tiến hành cài đặt. Sau khi chúng ta tiến hành cài đặt thì nó sẽ xuất hiện trên màn hình như là cái biểu tượng đây. Và chúng ta nhấn vào nó để khởi động phần mềm ha. Sau khi chúng ta khởi động phần mềm thì giao diện nó sẽ hiện lên ban đầu là như thế này, và chúng ta phải bấm vào cài đặt ha, bấm vào cài đặt các cái thông số. Khi nó hiện lên cái bảng cài đặt thông số đó thì chúng ta sẽ lưu ý là elevation là chúng ta sẽ phải chọn là mét, có nghĩa là chiều cao ha. Và cái thứ hai là áp lực thì chúng ta sẽ chọn cái đơn vị nó là mét ha. Và cái lưu lượng thì chúng ta sẽ chọn là mét khối trên giờ. Chúng ta trượt lên phía trên. À, phía dưới thì chúng ta sẽ thấy rằng là đường kính ống thì chúng ta sẽ chọn là mm, rồi cái chiều dài của ống thì chúng ta sẽ chọn là mét, cũng như là lưu lượng trong vận tốc trong ống thì chúng ta sẽ chọn mét trên giây. Qua 6 cái thông số đó thì chúng ta bắt đầu là tiến hành tính toán bằng cái phần mềm của chúng ta. Thì tổng kết lại cái bài toán của chúng ta có các cái thông số như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ tính xem thử là nó đi ống bao nhiêu ha, ống nhánh LDPE bao nhiêu ha. Và chúng ta sẽ điền các cái thông số này và vào trong cái phần mềm. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là
Để tính được cái đại lượng nào thì chúng ta bấm vào trong cái hình để cho nó nổi xanh lên ha, xanh lá cây lên ha. Ví dụ như chúng ta tính đường kính thì chúng ta bấm vào cái trong cái nút hình tròn này ha. Đó, chúng ta bấm vào trong cái nút hình tròn thì để nó nổi xanh lên, xanh lá cây lên. Đấy. Và tiếp theo chúng ta điền các cái thông số. Ở đây sẽ chọn cái số 2 là tổn thất áp lực ha. Để giải thích cho cái vấn đề về tổn thất áp lực này, chúng ta có một đoạn ống nhánh như thế này. Đầu bên trái là đầu khởi thủy và đầu bên phải là đầu cuối đường ống. Thì nước chảy từ bên khởi thủy qua cuối đường ống. Và chúng ta thấy rằng là cái độ chênh cao cột áp ở đây thì nó sẽ là 2 mét. Có nghĩa rằng là giả sử như là chúng ta muốn duy trì ở phía cuối là với cột áp là 10 mét thì chúng ta sẽ ở đầu khởi thủy chúng ta sẽ phải là 12 mét và khi đó độ đồng đều của chúng ta từ cây đầu tiên cho đến cây cuối cùng sẽ phải là 10 chia cho 12 mét ha thì nó sẽ ra được 83,3%. Nếu như chúng ta đồng ý với cái độ đồng đều là 83,3% thì chúng ta điền các cái thông số khác vào tiếp và cái thông số tiếp theo là chúng ta sẽ có là lưu lượng là 1,2 khối ha và đến là cái chiều dài đường ống thì chúng ta sẽ chọn bao nhiêu đó thì tùy theo như ở đây là 30 mét ha và cuối cùng chúng ta bấm vào calculate có nghĩa là tính toán. Khi chúng ta bấm vào calculate thì nó sẽ hiện lên là đường kính ống là 20,456 mm. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn cái đường kính ống cho toàn ống là 25 mm hoặc là chúng ta có thể là sử dụng giải pháp là đoạn đầu chúng ta sẽ sử dụng là ống 25. Đấy, và chúng ta đi một đoạn đến giữa thì chúng ta sẽ chọn tiếp là ống 20. Thực ra thì chúng ta có thể là chọn 25, 20 rồi 16 vẫn được. Nhưng mà như thế thì nó sẽ rất là phức tạp vì đoạn này chỉ có 30 mét thì chúng ta chọn ống 25 và ống 20 thôi ha. Thì ở đây là công nghệ tưới Airsoft đã kết thúc cái quá trình hướng dẫn cho chúng ta tính toán cái đường ống ống nhánh là ống bao nhiêu nha. Với khoảng cách dài bao nhiêu thì chúng ta sẽ chọn ống bao nhiêu chứ không phải là ống nhánh 20 mm đi được bao nhiêu mét. Thì cái đó cũng đúng thôi nhưng mà cái thông số đầy đủ thì chúng ta phải là làm bài toán xuôi là có các cái khoảng cách vật lý rồi thì chúng ta sẽ tính toán cái đường kích thước đường ống ha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Vậy là video vừa rồi đã khép lại chủ đề ngày hôm nay. Nếu quý bà con xem có thắc mắc gì, hãy bình luận ở phía dưới video và công nghệ tưới Airsoft sẽ giải đáp thắc mắc cho quý bà con nhé. Còn quý bà con nào thấy hay, hãy like và chia sẻ video này để mọi người cùng biết nhé. Đừng quên theo dõi kênh asop.vn để xem thêm nhiều video hay khác nữa. Nếu quý bà con cần tư vấn hay tính toán thủy lực cho hệ thống tưới của mình, hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho số 0365720072 để được tư vấn cụ thể. Tôi Tiểu Hồng, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ tưới Airsoft, xin kính chào và hẹn gặp lại.